Phần 3 Thảo cháu tôi và bóng đêm đầy cảm xúc. Về đến phòng là 12 giờ kém đôi Minh và Hà đánh răng với nhau cười tiếu tít trong phòng tắm. Tôi thì nằm xem tivi còn bé Thảo ngồi nghịch điện thoại. Minh nói vọng ra. Con gái vào đánh răng đi xong còn đi ngủ. Vâng, ý con đánh sau. Một lúc sau tôi cũng vào vệ sinh cá nhân xong ra ngoài mặc một cái quần đùi ngủ và một cái áo phông. Bình thường thì tôi chỉ mặc quần nhỏ đi ngủ thôi, hôm nay ngủ với cháu Thảo tôi không dám mặc thế. Cái Thảo vào phòng vệ sinh tôi nghe thấy tiếng nước róc rách hình như nó lại tắm thì phải. Sạch thế bảo sao lúc nào cũng thấy người nó thơm tho. Bên kia thì đôi Minh Hà cứ nằm ôm nhau xong lý nhí nói chuyện gì tôi không nghe rõ, thỉnh thoảng chúng nó cứ tủm tỉm cười, tôi cắt ngang. Minh à, sáng mai khả năng anh em dậy sớm ăn sáng xong đi công chuyện một chút nhé, cho hai mẹ con đi chơi đâu thì đi. Minh ngó đầu lên, Vâng, ok anh, mai có cần em chuẩn bị gì không? Không cần đâu, chuyến đi này chúng ta gặp hai đối tác làm ăn, xem bên nào hời ta ký hợp đồng bên nó. Vâng, đi theo anh em cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm, đi một ngày đàng học một sàng khôn anh hùng nhỉ. Ừ, thôi anh không làm phiền hai anh chị nữa, cứ hú hí thế này sao anh ngủ được cơ chứ. Hà hà. Minh cười một điệu cười thông cảm thôi anh cố gắng chờ chị ba tháng nữa về thì tha hồ mà anh chú cứ nói thế chứ ba tháng cũng lâu ra phết đấy nếu là anh chắc chú chịu sao được cô hà thấy đúng không suốt ngày dính vào nhau thế kia mà ha ha hà bấu má minh úi rào cái ông tướng này á anh hùng một ngày đã không chịu được rồi huống gì ba tháng cạch tiếng mở cửa phòng tắm cái thảo bước ra tay cầm điện thoại bấm bấm gì đó xong ngồi xuống ghế cạnh giường tôi nằm và điều tôi chờ đợi cũng đã đến, nó bên trong vườn không nhà trống, chắc có bố mẹ nó nên nó không ngại. Thảo ngồi ghế tay cầm điện thoại, để lên đùi một tay cầm điều khiển bấm tivi, lưng thẳng hơi ưỡn ra phía trước. Nhìn cháu nó đi lại trong phòng mà tôi bấn quá, người cứ nảy nảy theo bước chân của nó, eo thon, vòng ba thì cong rất gợi cảm, nó cứ tự nhiên đi lại không suy nghĩ gì khi không mặc áo nhỏ trước mặt tôi, một kẻ thị dâm đích thực thực sự tôi muốn ngay bây giờ, tôi bấn quá rồi tôi cứ giả vờ xem tivi nhưng lại đang chú ý nhìn nó thỉnh thoảng tôi quay sang minh xem nó đang làm gì để tôi còn liệu cái ánh mắt của mình nhưng minh chẳng khác gì tôi nó cũng đang nhìn cái thảo thậm chí nó còn nhìn bạo hơn cả tôi thấy tôi quay sang nó lại giả vờ nói chuyện với vợ hay nó cũng có suy nghĩ như tôi vậy thằng em mình cũng được đấy chứ ha ha cũng không thể trách được con thảo ngon thế kia không nhìn không phải đàn ông tôi sắp được ngủ với nó rồi thật là sung sướng một thằng già như tôi mà cũng được hưởng cái phúc trời cho này sao nhưng nếu tôi làm gì nó thì cũng không được nó sẽ kêu lên và tôi sẽ muối mặt không dám nhìn vợ chồng minh mất đang mơ màng suy nghĩ thì bố nó nói con tắm buổi đêm thế này không tốt cho sức khỏe đâu nhé thảo vâng con biết rồi nhưng ở đây nóng lắm đi chơi về ra cứ dính dính ngủ mà bẩn con không chịu được ừ vậy thế con lên giường ngủ sớm đi suốt ngày dính lấy cái điện thoại. Thảo cao mày. Dì, con biết rồi. Tôi liền nói đỡ cho nó. Vừa nói tôi vừa vơ lấy cái chăn đắp lên bụng cho đỡ ngượng vì nó lại hư. Bọn trẻ bây giờ ai cũng thế thôi mà chú Minh làm gì giống thời anh em mình ăn ngô khoai sắn bắn bi chơi nhựa đâu? Mà nó đang nghỉ hè chú cứ cho nó thoải mái một chút. Thảo hí hửng. Đúng rồi đúng rồi chỉ bác Hùng hiểu cháu nói xong nó nhảy tót lên giường gần chỗ tôi nằm nó dựa vào thành giường nghịch điện thoại tim tôi đập thình thịch nó cũng lấy chăn đắp lên đùi nó hơi gần chân tôi tôi cảm nhận được do nó ngồi ngoài cạnh cái rèm còn tôi nằm trong nên tôi kê cái gối hơi cao giả vờ xem phim chứ thực chất để nhìn nó gần hơn tay nó bấm điện thoại mà vòng một hơi rung rung theo bọn trẻ mà thao tác nhanh lắm thấy chân cái thảo nó di chuyển hơi đá sang chút làm tôi giật mình thấy tôi giật mình cái thảo hỏi bác hùng buồn ngủ chưa cháu ngủ muộn lắm đấy tôi hơi cựa mình thực chất đẩy hông ra xa chân nó ừ bác cũng chưa bác ở nhà thức xem bóng khuya lắm cháu cứ làm gì thì làm nói xong thấy cái hà ra tắt điện thảo ngủ sớm đi mai bác hùng còn đi việc sớm đấy con dạ vâng tí con ngủ mẹ cứ tắt điện đi tắt điện xong cái hà ra kéo rèm xuống cuối giường chỉ còn ánh sáng tivi ở giữa phòng tôi biết ngay mà vợ chồng nhà này tình cảm quá cơ thực ra cũng đúng ý tôi kém rèm vào thì tôi thích dở trò kiểu gì thì giờ không phải lo ngại hai đứa nó thấy nữa tôi thầm vui vui trong lòng quên hết cơn buồn ngủ cái rèm dày màu đỏ mận nên bên này cái thảo có nghịch điện thoại bên kia chỉ thấy mờ mờ thôi còn tôi đêm nay xác định muốn ngủ thì phải giải quyết vấn đề này đã biết làm thế nào bây giờ nhỉ vào phòng vệ sinh thì tôi không muốn nếu giờ trò ở đây kiểu gì cái thảo cũng biết thấy bên vợ chồng Minh Hà bắt đầu chụt trẹt một cái là tôi biết ngay. Cái Thảo quay sang nhìn tôi một bên mắt chịu xuống với nụ cười nhạt, tôi giơ ngón tay lên mồm ra hiệu, đừng nói gì kệ đi cháu. Thấy cái Thảo thái độ như vậy tôi đoán chắc là ở nhà nó cũng thấy nhiều rồi nên rất bình thản. Bên họ đang bận rồi tôi lại càng thấy yên tâm, tôi liền leo lên ghé đầu vào xem cháu Thảo đang làm gì, hóa ra nó lướt Facebook, tôi hỏi thầm. Hôm nào Thảo lập Facebook cho bác nhé? Vâng, khi nào về cháu lập cho thảo cũng thì thầm với tôi tôi cảm thấy như cháu nó đang đồng lõa với mình mà không hề phản đối tôi ngồi hơi sát vào và kéo phần chăn ngăn giữa đùi tôi và nó làm chân tôi chạm nhẹ vào chân nó như một dòng điện chạy từ đùi lên não da nó mát quá mà nó để im không phản đối tôi hỏi dạo này mạng xã hội nhiều thứ linh tinh cháu nhỉ vâng nhiều lừa đảo lắm bác ạ à. bác mà dùng thì phải cẩn thận nhé tôi ậm ở ậm ở mắt liếc xuống cổ nó do nó nhìn chăm chú điện thoại nên tôi tha hồ thích nhìn đâu cũng được đang tê tê thì điện thoại nó reo làm tôi bắn cả tim ra ngoài nó nhấc máy alo hóa ra là thằng người yêu nó gọi nó nằm thụt xuống kéo vai tôi và bắt tôi cũng nằm xuống tôi như con cún nghe theo lệnh cô chủ vậy hóa ra là nó sợ người yêu nó biết nó ngủ với tôi vâng em biết rồi sao anh gọi muộn thế vâng mọi người ngủ hết rồi em không nghe được đâu nói được hai câu thì thấy con bé nằm nghiêng quay mặt về phía tôi và giơ điện thoại lên thì ra thằng người yêu nó gọi video kiểm tra đây mẹ em ngủ rồi quay vào mặt mẹ tỉnh mắng em chết tôi ở trong chỗ khuất ánh sáng nên nhìn vào thảo khi nó đang nói chuyện với người yêu con bé thảo đang mải điện thoại nên không để ý gì Tôi nằm thở vào trong cơn đê mê thấy con bé vẫn đang vi reo côn tôi đứng dậy vào phòng tắm thay quần mà thấy mình phục mình thật, kiểu như ăn trộm thành công trong khi chủ nhà vẫn đang ở nhà ấy. Tôi giật nước bồn cầu và đi ra thấy Thảo tắt máy điện thoại và cũng thấy bên kia thật im ắng, hay chúng nó ngủ rồi, bây giờ thì tự vui vẻ giải quyết cái khúc mắc xong tôi cũng không quan tâm mấy. Nhấc cái chăn xoay lại chiều kia và bảo cháu Thảo đi ngủ, tôi xoay lưng vào tường ngủ thiếp đến sáng. Sáng hôm sau tôi là người dậy muộn nhất, nằm trên giường nghĩ đến đêm hôm qua thật liều lĩnh nhưng cũng thật đê mê, cảm xúc rào rạt lại ùa về. Nghĩ đến tối nay không biết có nên làm thế nữa hay không. Tôi uể oải vào phòng vệ sinh đang đánh răng chợt nghĩ, không biết cái thảo nó có còn không nhỉ, nó với người yêu nó cũng qua lại khá lâu. Thực sự mình không muốn dừng lại ở việc một mình, muốn được cảm nhận làn da ở cái lứa tuổi này. Vệ sinh cá nhân xong dắt cả nhà đi ăn sáng, sau đó tôi với chú Minh đi gặp đối tác, cho hai mẹ con nó đi chơi loanh quanh tham quan cửa lò. Gặp đối tác lúc 8 giờ bàn luận họp hành ngót nghét cũng đã 10 giờ hơn, bên đối tác mời chúng tôi ăn trưa nhưng đã từ chối. Đến chiều cả nhà đi tắm biển, nói cho mà biết nhé lần đầu tiên nhìn thấy con em dâu tôi mặc bikini, sao mà nó trắng thế, gần 50 năm soi gái, tôi đủ biết tất cả các loại nên nhìn em Hà Phát là tôi biết ngay. Con gái nó thì khỏi phải nói, rồi cái Thảo mặc bộ bikini váy rất đẹp. Tôi chỉ tắm một lát chủ yếu ra biển để ngắm gái và chụp ảnh, sau buổi tắm biển kho ảnh của tôi lại được bổ sung thêm một đống toàn của Thảo, vì quanh khu bãi tắm đó chả mấy con bé nào mà được như Thảo nhà tôi cả. Thời gian một ngày trôi qua cũng thật nhanh, thoát cái đã đến tối, như thường lệ chúng tôi lại đi ăn và dạo chơi quanh bờ biển, mua sắm các loại tối nay cháu tôi mặc một bộ váy màu trắng đáng yêu thật tuy không bó vào như quần nhưng nhìn sau nó vẫn cảm thấy đẹp đi lên tôi dắt tay nó tối nay không thấy người yêu cháu nhắn tin nhỉ vâng hôm nay là ngày anh ấy đi học thêm mà bác chắc tối mới về tán gẫu một lúc tôi liền đi vào vấn đề chính mà tôi muốn hỏi nó vậy thảo này cho bác hỏi một câu tế nhị nhé vâng bác hỏi đi trả lời được thì cháu nói vừa nói nó vừa khoác tay tôi thì chuyện này cũng biết nói thế nào nhỉ bác thấy hơi bối rối ui sời bác nói đi cứ ấp úng cháu thì đã hay tò mò rồi ý tôi thực sự không biết bắt đầu từ đâu vì tự nhiên ai lại đi hỏi thế đã thế tôi lại còn là cánh đàn ông nữa tôi bèn nghĩ ra một cách à thì đây mẹ cháu nhờ bác hỏi cháu vì mẹ cháu cũng hơi ngại vấn đề nam nữ nói với cháu sợ cháu giận nó giật tay tôi một cái thì là cái gì bác nói đi cứ ấp a à ấp úng. Ừ, thì hỏi cháu đã với bạn trai chưa ý mà, tim tôi như ngừng đập. Nó đứng lại mắt mở to nhìn tôi. Cái gì? Sao mẹ cháu lại hỏi thế, mẹ cháu biết cháu có người yêu rồi à? Trời ơi, bác hớt lẻo chứ gì, cháu ghét bác. Bỏ mẹ đúng rồi, bố mẹ nó làm gì biết nó có người yêu mà mình hỏi kiểu đó, trời ơi ngu thật đấy. Nó định chạy đi thì tôi kéo tay lại. Không, không phải. Mẹ cháu có biết đâu, ý mẹ cháu là muốn bác giảng dạy cho cháu để cẩn thận để phòng chứ không có ý gì đâu. Nghe thế Thảo xuôi xuôi. Thật ý gì? Bác thử nói xem, cháu không chơi với bác nữa. Ui dào, bác cháu mình đã hứa rồi nên cháu cứ yên tâm, bác người lớn phải giữ chữ tín chứ. Thật may cho tôi, lỡ nó có tức tôi là nó không ngủ với tôi nữa cho xem, cũng chưa nhận được câu trả lời của nó. Nhưng tôi nghĩ là nó có quan hệ với người yêu rồi vì chúng nó cũng yêu khá lâu, với lại cũng một phần vì thằng người yêu nó suốt ngày lo nó ngủ với ai, nên tôi đoán 9 phần 10 là nó đã mất, giới trẻ bây giờ sớm thật, tí tuổi đầu mà đã, không bù cho lứa mình ngày xưa. Tôi đợi từng phút để đến giờ lên giường mà lâu quá, đi hết chỗ này chỗ nọ cuối cùng mọi người cũng đòi về, cũng y như kịch bản hôm qua về cái thảo chạy ngay vào tắm khác cái là hôm nay muộn hơn hôm qua một chút ai nấy cũng mệt nên tắt điện ngủ sớm cháu thảo mặc cái váy ngủ áo phông trơn tất nhiên là vẫn vườn không nhà trống càng nhìn tôi càng muốn thử xem như thế nào tôi muốn lắm rồi con bé thì vẫn tự nhiên dán mắt vào cái máy điện thoại vì tối có uống vài chén với chú minh thành ra bây giờ bạo dạn hơn lúc tỉnh tôi nằm xem bóng một tay vắt lên chán trong đầu nghĩ làm thế nào để giải tỏa cơn đói này bây giờ làm như hôm qua thì tôi không dám nữa, vì đi đêm lắm có ngày gặp ma mà, nó mà biết tôi ngay cạnh người nó thì đâu còn mặt mũi nào. Vợ chồng nhà Minh thì thấy im re không tiếng động, tôi bèn tắt tivi đi ngủ, cái Thảo thì chui vào chăn nhắn tin với bạn trai nó. Không gian im lặng bao phủ khắp gian phòng, mùi thơm từ Thảo toát ra thỉnh thoảng xộc vào mũi tôi làm tôi càng bấn loạn. Chỉ muốn nó luôn thôi, khoảng chừng lúc sau bỗng nghe. Chụt, im lặng một lúc rồi lại ư cái thảo vỗ vỗ tôi, tôi giật mình chui vào chăn nhìn nó với cái ánh sáng điện thoại, tôi thì thầm. Cái gì thế cháu? Nó hơi cười nhẹ, cũng thì thầm, bố mẹ cháu kìa. Xịt, kệ họ, cháu ngủ đi, chuyện người nhiều tuổi ấy mà, nhưng cháu muốn xem cơ. Tôi ngạc nhiên, sao nó lại muốn xem nhỉ, ở nhà xem suốt rồi mà, chẳng lẽ, bỗng nhiên tôi cảm thấy cơ hội đang ở trước mắt, bèn đẩy người cái thảo quay ra ngoài, khi chạm vào người nó tay run bần bật, tôi nói. Đây cháu quay ra mà xem, tắt điện thoại đi giả vờ ngủ nghe chưa, bác cháu mình cùng xem. Nó ngoan ngoãn nghe theo, bên kia hình như thằng Minh Hà đang hú hí, tôi biết là bên đó đang làm gì rồi, nghĩ tới cảnh em Hà làm tôi bấn càng thêm bấn. Tôi lại không dám nằm sát vào cái thảo, thấy thảo nằm im, tôi vỗ vãi nó, nó quay lại trùng chăn mở điện thoại. Sao thế bác, tôi hơi lặng người đi vì nhìn mặt nó đang đỏ hay hay, nhìn vừa xinh vừa đẹp tôi nghĩ, con bé đang bấn ư. Cũng phải thôi vì bên kia đang sôi nổi, nó bỏ chăn ra vì cảm thấy hơi khó thở. Vì giường của thằng Minh nằm ngoài cửa sổ, cửa sổ thì không che rèm cộng thêm ánh trăng nên tôi và Thảo gọi có chút tí mà. Cũng đã được vài phút im lặng, bỗng cái Thảo hơ, hơ. Bỏ mẹ, nó định hát xì hơi, tôi áp sát người nó tay thỏ qua eo đưa lên mồm. Xịt, đầu tôi ghé sát tai làm người nó hơi giật một cái và quan trọng hơn là tôi đang ôm nó không thể tin được tay tôi đang chạm vào nó tôi không rút tay ra mà để im đấy thấy con bé không phản đối tiếp tục nằm im tim tôi đập loạn nhịp nếu tôi mà mắc bệnh tim mạch chắc lên cơn nhồi máu cơ tim mà chết mất tóc nó thơm quá tôi ghé môi hơi chạm tai ở nhà cháu vẫn hay như vậy à nó thì thào giọng hơi run kiểu ngái ngủ không ạ à, ít khi lắm tay tôi như đóng băng không dám động đậy, sợ làm động nó kéo tay tôi ra thì tiếc lắm, nhưng biết làm sao bây giờ. Tôi đánh liều kéo sát hông nó vào. Nó dường như cảm thấy và giật mình. Mặc kệ, tôi lại tiếp tục nói chuyện với nó, lần này tôi liều hơn nói vào tai nó. "Cháu buồn ngủ chưa?" Bỗng dưng nó thở hơi mạnh trả lời nhát gừng, tôi đã liều và nó đã chấp nhận. "Ôi, thế giới như nổ tung." đang cảm xúc thì thấy mẹ nó bước xuống giường, cả hai chúng tôi giật mình liền nằm cách xa ra một chút giả vờ ngủ. Mẹ nó đi vào phòng tắm một lúc đi ra không hiểu sao tiến lại gần giường tôi nhìn nhìn, chắc xem chúng tôi đã ngủ chưa. Bực mình quá tí thì tôi được thảo rồi, thấy vợ chồng nó cứ hú hí cười đùa bên đó tôi giả vờ dậy đi tiểu, Minh hỏi tôi. Anh Hùng, bọn em làm anh thức giấc à? À không đâu, cô chú cứ tự nhiên, anh đi vệ sinh chút, tối uống nhiều quá, nói vậy chứ tôi vào phòng vệ sinh để giảm nhiệt trong cơ thể vừa như vậy nhiệt đang tăng làm sao mà chịu nổi khi xong xuôi lên giường đi ngủ thì thấy cái thảo ngủ rồi tôi cũng không dám đánh thức nó đành phải ngủ thôi tôi quay đầu vào trong tường và thiếp đến sáng sáng hôm sau dường như có một cái không khí gì đó hơi nặng nề cháu thảo không nói với tôi một câu nào còn hơi tránh mặt tôi vẫn như thường lệ cả nhà đi ăn sáng sau đó tôi và chú minh lại đi gặp đối tác cuộc họp không mấy suôn sẻ nên hoãn sang chiều họp cả chiều mệt mỏi tôi cũng không đi tắm biển mà đi cà phê sau đó đợi mọi người về rồi đi ăn uống tối nay tôi thấy có điều không lành lúc cả nhà đi bộ cái thảo không đi với tôi mà đi với bố mẹ nó nó bị sao nhỉ hay do hôm qua tôi như vậy không phải nó để im mà tôi không biết lý do sao cả thôi kệ lên đi bốn người cho vui vẻ tôi chỉ đang lo một điều rằng tối nay nó không ngủ với tôi nữa điều này khiến tôi cảm thấy không vui mấy đúng là một ngày tồi tệ tôi thở dài tôi cố gắng bắt chuyện với cháu thảo mà nó cứ vâng vâng xong toàn tránh mặt nó cứ đứng nép nép bên mẹ thỉnh thoảng chỉ liếc nhìn tôi xong quay đi khả năng cao là nó đã ghét hoặc đang đề phòng tôi chán nản tôi gọi điện hỏi thăm con bé linh bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi quái con bé không để nhạc chờ à mọi lần là bài khác mà alo alo ba à ừ ba đây khiếp gì mà alo giữ thế con đang ở đâu đã ăn tối chưa giờ này ba còn hỏi con ăn tối thì chắc con thành xương khô từ lâu rồi hi hi à ừ nhỉ cũng muộn rồi thế anh con đâu ui rồi cái ông ấy suốt ngày đi nhậu đến đêm mới về chỉ có con với chị ở nhà thôi ba sắp về chưa nhớ mua quà cho con đấy rồi rồi yên tâm, ba mua cho con gái cái váy ngủ đẹp lắm, xong việc ba về với con liền. Dê, ba nhớ về sớm đấy, thôi con đang học, ba gọi sau nhé. Tút, tút, tút. Ơ ờ hay, cái con bé này, chưa nói xong đã tắt máy, hay. Lúc nào cũng thế, nhanh nhẩu ẩu đoảng nhưng đáng yêu vô cùng, kha kha con gái mình mà lị. Bây giờ cũng 11 giờ cả nhà tôi về khách sạn, đường càng gần khách sạn tôi càng hụt hẫng, nhìn mông cháu Thảo lắc qua lắc lại làm tôi càng chán vì biết tối nay không được ngủ cùng cháu nó. Tôi đi mua bao thuốc đứng dưới sảnh ngắm cảnh đêm cửa lò, hút hết hai điếu thuốc tôi lên phòng, lên đến nơi tôi giật mình. Cháu Thảo vẫn ngồi trên giường tôi nghịch điện thoại, tôi vừa ngạc nhiên vừa thầm vui trong lòng, ngồi xuống cạnh giường tôi nói trêu Thảo có tắm không để bác vào tắm nào, nóng quá trời nhận được nụ cười của nó tôi cảm thấy yên tâm trong lòng, hình như nó không tức, nhưng thái độ cả ngày nay là sao ta? Tắm xong bước ra tôi mặc mỗi cái quần đùi và cởi trần. Cái hà trêu tôi, anh hùng tuổi này rồi mà vẫn săn chắc nhỉ. Tôi cười gượng, có gì đâu, anh vẫn tập gym nên thế thôi, chứ không thì bụng phát phì ra ngay. Hà quay sang Minh. Thấy chưa, em bảo anh đi tập gym anh không đi, bây giờ bụng như cái trống này. Minh cười, có gì đâu anh tập cái lên ngay ấy mà. Ngày xưa anh hơi bị vạm vỡ đấy. Nói xong Minh hỏi tôi. Anh Hùng, chỗ anh tập bây giờ bao nhiêu một tháng? Tôi đứng hai tay chống nạnh như các người mẫu khoe. 500k một tháng, chú thích không đi với anh, điều kiện tập ở đó tốt, máy mới, cà phê, bể bơi, đồ ăn nhanh đủ cả, không thiếu gì. Vâng, thế khi nào về anh dẫn em đi đăng ký rồi cùng tập? Nói xong Minh cầm điều khiển điều hòa nói: Anh em mình ngủ cứ mở điều hòa lạnh lạnh chút đắp chăn ngủ cho thích anh nhỉ. Thỉnh thoảng đứng nói chuyện tôi liếc thấy cháu Thảo lén nhìn người tôi, thấy ánh mắt tôi nó lại quay đi. Tôi trèo lên ngồi dựa vào thành giường xem tivi, thấy Thảo đứng lên ra mở tủ lạnh, ai chà, hôm nay con bé mặc váy ngủ hơi ngắn nhỉ, áo hai dây luôn. 12 giờ 15 phút cả nhà tắt điện đi ngủ, chỉ còn ánh đèn đường hắt vào phòng qua chiếc rèm tôi hơi lờ mờ nhìn thấy mọi thứ cháu thảo vẫn trùng chăn kín mít nằm nhắn tin điện thoại hình như với người yêu nó tôi thò đầu vào vờ và như xem nó đang làm gì thực chất muốn ngắm cháu nó thôi con bé thảo không muốn cho tôi xem nó quay mặt đối mặt với tôi tay cầm điện thoại còn tôi chỉ nhìn thấy mặt nó với cái ốp lưng điện thoại nhưng không sao hết nó làm vậy càng đúng ý định của tôi khi quay người nó làm xê dịch áo hai giây cộng thêm mùi thơm toát ra từ nó làm tôi bấn loạn ngắm một lúc tôi thử chạm hoặc vô tình chạm vào thảo chịu hết nổi tôi bèn xê dịch chân chạm vào đùi nó thấy để im một lúc sau đó nó giả vờ cựa mình rồi tách ra nghĩ đến đêm hôm qua nó đồng ý cho mình mà bây giờ sao khó quá đánh liều tôi thì thầm thảo ơi dạ cháu không ngủ được à để bác xoa lưng cho nhé thảo nhấc điện thoại lên như một cái đèn chiếu vào mặt hai người nó nhìn tôi rồi nhìn lên điện thoại cắn môi như đang suy nghĩ chẹp một cái nó lắc đầu không cháu chưa buồn ngủ chứ không phải không ngủ được bác cứ ngủ trước đi ý cháu ngủ thôi rồi sao khó thế tôi liền nhanh trí nhưng bác cũng không ngủ được chiều uống nhiều cà phê quá cháu đang xem gì thế bác xem với vừa nói tôi vừa cầm bên tay điện thoại của nó xem càng lúc tôi càng bấn loạn hành động vội vã có thể dẫn đến thất bại nó giật lại cháu đang chat với bạn cháu ý mà đợi cháu chat xong thì cháu cho bác mượn một lúc sau chấn tĩnh lại tôi được cầm máy nó nằm xem tin tức trên Facebook, thỉnh thoảng lướt qua những tin có chút không đứng đắn, tôi hay ấn vào xem để kích thích lòng ham muốn của nó, đến một tin, bố ở Gia Lai với con gái của mình, xã hội bức xúc và phẫn nộ. Đến đây thấy cháu Thảo ôm mồm. Eo ơi! Kinh thế, ai lại làm thế bác nhờ? Ừ, điều này là không được xã hội chấp nhận đâu cháu ạ. À. Nói vậy chứ tôi thấy mắt cháu Thảo đang chăm chú đọc từng chữ trong đó xem diễn biến câu chuyện như thế nào. Chuyện đó ra sao là tôi biết, dù trong lòng có không muốn nhưng vẫn có một chút gì đó dạo dực trong cô bé. Tôi biết ở cái tuổi này trẻ con hay tò mò những câu chuyện mới lạ xung quanh mình. Tôi liền mở những bài báo có liên quan đưa cho Thảo đọc, thấy nó ngoan ngoãn cầm đọc tôi cảm thấy xuôi xuôi, dường như không còn khó khăn cho tôi nữa. Thảo chuyển người nằm thẳng, tôi thì vẫn nằm ngang, ghé sát vào mặt Thảo, thấy Thảo say xưa đọc thỉnh thoảng eo ơi. Trả bù cho con bé Linh nhà mình, chắc mấy vụ này nó đọc suốt rồi. Được một lúc cảm thấy thời cơ đã ổn tôi đánh liều một phen gác chân lên hai chân côn bé, thấy nó để im không phản kháng gì, tôi dần dần nhẹ nhàng xê dịch lên trên. Từng chút một, từng chút một, càng lên trên tim càng đập mạnh hơn, tôi cảm nhận nhận rõ được làn da mát mẻ của Thảo, đã lâu lắm rồi mới được chạm lâu đến giường này dần dần nhẹ nhàng tôi tiến đến nơi mà không thể tiến được nữa dừng lại ở đó tôi sợ cháu nó đẩy ra nhưng nào ngờ lại để im tôi nhìn sang thì thấy nó vẫn đang đọc nhưng lông mày có vẻ hơi cau vào một chút tôi liền nhanh trí nói nhỏ nhất có thể cháu đọc đến đoạn nào rồi đến đoạn xét sự bác ạ à, đều bác nhở nhìn vào mắt nó tôi biết không đến mức như nó nói khà khà chân tôi vẫn để đó không dám nhúc nhích lạ thay là nó cũng nằm im tôi đang đặt chân mà không phải ai cũng được chạm vào thấy không nói gì tôi tiến thêm một bước nữa đánh liều đặt tay lên bụng này thảo dạ tối nay không thấy bố mẹ cháu làm gì nhỉ thảo nhìn tôi hơi cười cười và theo kinh nghiệm thảo nói chắc như đinh đóng cột chắc tại cháu với bác cứ xì xào nói chuyện đấy bây giờ giả vờ ngủ là được nói xong thảo tắt máy quay người ra phía ngoài và đẩy chân tôi ra làm chân tụt xuống Tôi ngạc nhiên, thì ra từ nãy đến giờ con bé chỉ chờ bố mẹ nó thôi sao, tay tôi vẫn ở bụng nó nhưng không dám làm gì nhiều, tôi kéo tay để lên eo và ghé vào tai. Ừ để xem cháu nói có đúng không nhé. Tôi nằm im như bất động, Thảo thì vẫn trùng chăn lướt Facebook. Im lặng một hồi chỉ còn tiếng gió biển, tiếng sóng vỗ và tiếng dòng người qua lại, tầm 15 phút sau đúng như lời con bé nói tôi bắt đầu nghe thấy tiếng thì thào bên kia. Nghe không rõ nhưng đủ để biết hai đứa đó vẫn thức, tôi vỗ vỗ vào eo Thảo, thấy nó nằm im, tôi chui vào chăn hỏi. Này, cháu ngủ chưa? Cháu chưa. Nói xong Thảo tắt điện thoại chui ra ngoài. Tôi cảm thấy yên tâm hơn vì nó chưa ngủ và như đang đồng lõa với tôi để xem màn hoạt động bên kia như thế nào. Ghé sát đầu vào tay nó vẫn câu hỏi cũ nhưng chủ yếu tôi muốn có tác động cháu Thảo. Ở nhà cháu thế này suốt đúng không? Thảo gật gật không nói gì, mùi thơm của nó làm tôi không thể kiềm chế được hơn nữa, cho dù bây giờ có động đất tôi cũng mặc kệ thôi. Bỗng nó ư nhẹ một tiếng. Tôi liền thò tay lên bịt mồm, lần này tôi thấy Thảo vẫn để im càng làm tôi như được đà lấn tới. Thảo mặc kệ, Thảo để yên, chắc là con bé bấn lắm rồi, bây giờ chắc nó không còn quan trọng tôi là ai nữa, cộng thêm khiếu của tôi là đỉnh cao thì còn lâu nó mới thoát ra được nó quay nhìn tôi như muốn nói gì đó nhưng hình như nó đang khóc thì phải tôi thấy thương con bé nhưng mặc kệ không để nó nghĩ gì nhiều mặc kệ người yêu mặc kệ mọi thứ nó đã vượt qua tất cả các rào cản giờ đây nó chỉ muốn một điều là được thỏa mãn thật may cho chúng tôi vừa xong thì mẹ nó bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh cũng như đêm hôm qua cái hà lại ngó vào xem chúng tôi ngủ chưa giả sử nếu lật chăn ra thì chắc mẹ nó sẽ kinh hoàng nhất đời mình cho xem mẹ nó về giường nằm thì thầm với bố nó ngủ say như chết ý không sao đâu anh hí hí thấy vậy tôi cảm thấy yên tâm vô cùng thấy thương nó lắm nhưng không biết làm sao cả chuyện đã rồi mai kiếm cách nói chuyện với nó vậy tôi quàng tay ôm nó